Em chào cô chú chị và các bạn. Này sáng cuối tuần chúng ta lại gặp nhau trên chợ Cô Giang. Chúng ta đi trên đường Cô Bắc. Cô Bắc hướng ra cầu Ông Lãnh. Rồi vòng qua chợ Cô Giang. Sẵn đó chúng ta sẽ đi ngang một cái sạp. Sạp 53 53 Nguyễn Thái Học để gửi đến cô chú anh chị. Thì như anh chị đã biết thì cái đường Cô Bắc này xưa nổi tiếng là cái chợ đầu mối rau cải. Nhưng mà sau này thì cái chợ mỏ rau cải đó đã dời đi ra mấy cái vùng ven khác như chợ mỏ Thủ Đức, rồi chợ Bình Điền. Ở đây có cái hẻm để đi để thông ra cái tòa nhà lính Mỹ năm xưa nè, là cái ký túc xá bây giờ, ký túc xá Đại học Kinh tế. Thì trong đây tự nhiên ở đây địa chỉ số mười mấy, 15, 17, 13 Cô Bắc. Không hiểu sao tới cái cụm này cái là lên tới số 500, 400 mấy. Đó, lên cái cụm này là 500 mấy nè. Này chắc nhờ cô chú anh chị chia sẻ. Chứ em cũng hiểu sao. Có lẽ đây là hồi xưa là khu cái chung cư hay sao á. Đây là chanh, ớt, hành. Thì cái sạp 53 thì nằm bên đường Nguyễn Thái Học, hướng ra gần tới cầu Ông Lãnh. Đây bà con bán nhờ cuối tuần ha, cuối tuần rất là tấp nập. Khúc này thì không đông bằng cái khúc giao lộ giữa Cô Giang và Đề Thám. Có con chó. Cải xanh. Buổi sáng đi tản bộ một vòng thì thấy thoải mái dễ chịu. Rồi ta đến đường Nguyễn Thái Học. Đây, bên kia được cái màu tòa nhà xanh xanh là cái trường học Đồng Khởi. Trường tiểu học Đồng Khởi ha. Ở trung học cơ sở hả? Rồi đây hướng này mình ra cái công viên 23 tháng 9. Đây trước mặt mình là cái nhà thờ Thánh An Tôn. Nhà thờ này cũng nhỏ thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến cái số 53 nha. Đây là số 43 rồi. Ta đi lại vài căn nữa thôi. Có lẽ sáng sớm chói nắng quá. Sài Gòn bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Ừ.
con hẻm mà đi vô cái cái khu chợ Cầu Muối năm xưa nè. Bây giờ cái hẻm này người ta làm lại, người ta đổ bê tông đó. Nhìn nó rất là sạch sẽ. Phía trước mình là cầu Ông Lãnh đó. Còn cái tòa nhà cao cao ngay vô đây ngày xưa là nhà máy thuốc lá Sài Gòn, Khánh Hội, máy thuốc lá Khánh Hội. Nắng quá, nhìn nó kia chói quá. Đây chúng ta gần đến cái sạp 53 để gửi đến chị Benjamin, có đến em Benjamin Bùi. Đây, bữa 53 đây, cô bán chanh dây, cải, cam. Đây là cam gì cô? Cô này là cam gì ta? Hả? Cam sành. À, đây cô lấy còn ký, nhiêu ký cơ? Cái anh họ Bùi, họ Bùi là bà con cô không? Benjamin Bùi. Anh gửi lời hỏi thăm cô. Thì sẵn con đi ngang đây, con mua cô với vậy, con xin cô hình ảnh của cô gửi ảnh xem. Ôi vậy là đúng chỗ này ha, tưởng đâu là đi sai địa chỉ chứ. Nhà con ở gần đây. Dạ. Con ở chung tiểu bang với nó hả? Dạ không, con ở đây. Con ở đây hả? Dạ. Thì anh gửi lời thăm cô, không qua con nhờ con kết bạn mạng á. À, kết bạn chứ mạng. Dạ, cảm ơn cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha, cũng chúc mua mai bán đất. Ở đây cũng cái sạp 53 thì kế đây với cô bán chanh dây nè. Rồi chúng ta đi qua một vòng qua đường Tô Giang. Tới đây chắc hình ảnh nó rõ rồi nè. Rào cải. Rồi em rất là vui khi mà được thực hiện cái video này, gửi đến anh chị cái gì đó hình ảnh của năm xưa. Chúc anh chị, cô chú anh chị mình luôn vui vẻ. Cái gì vậy? Đi ngoài đường. Hả? Nói gì? Cơm tắm chưa? Cơm tắm anh hả? Để bữa nào em quay em thử. Quay rồi mình đi đủ anh cái ơi. Dạ, cảm ơn anh nha. Để bữa nào em ghé em cơm thử. Cơm chị Thu. Cơm tắm chị Thu hả? À, cơm tắm sườn bì chả hả? Cần ngon thôi, rẻ thì không mà ngon mà rẻ hả? 30 năm rồi đó. À, cơm tắm chị Thu. 30 năm ở đây rồi đó. Để bữa nào em ra em ăn sáng à? Rồi. Ăn sáng à. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô mua em đắt nha. Cảm ơn em. Dạ dạ. Nhà anh trong hẻm hả? Dạ. Rồi, bữa nào mình sẽ đi đi ra đó để ăn thử cơm tấm của cô Thu.
trung tâm cô Thu ở đó cũng rất là lâu rồi, nhưng mà em không có dịp để ghé đó ăn, tại vì nhiều khi đi làm không có tiện đường ở hướng này. Rồi ta đi tới khu vực chợ cho bà con cô chú mình cùng xem một lần nữa nha. Đây là cái hẻm 41. Cái nó cũng giống như cái hẻm 61 ở trên đây, hẻm cũng ngắn nữa. Hẻm như hẻm cùng, người ta gọi là hẻm cũ, hẻm mới. Tiếng Hoa gọi là, mới học bữa lại quên nữa, sánh cỏn. Sánh cỏn, hẻm sánh cỏn là hẻm quên nữa. Đây là hẻm 61, gửi đến anh chị. Nhìn hình ảnh hồi sợ chợ hồi xưa cũng ná ná như bây giờ, nhìn rất là đông. Một con đường rất là nhiều con người đi tới đi lui loanh quanh như cái chợ trời. Chúng ta tới đây, chúng ta hoành lại nhé, chúng ta hoành lại để đi về nhà. Đường hướng này đề thám, đằng kia là đi ra bến Chương Dương. Rồi hướng này chúng ta đi về phố Tây nè, Bùi Viện nè. Rồi thông qua video xin gửi đến anh Benjamin và cô chú anh chị cùng xem cái chợ Cô Giang ở những cái ngày cuối tuần rất là đông đúc và tấp nập. Hôm nay thì em xin chia sẻ hôm nay xin chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bây giờ dạo này Sài Gòn có rất là nhiều cái căn hộ mà để cho thuê, dạng như là apartment foreign, thể là 500 đô một tháng. Ở khu vực này cũng rất là nhiều nè. Chú này bán vé số. Em 20 tờ nha. 11 tờ nè. 20 tờ. Em lấy đại đi. 11 tờ. Đừng lắc hết tiền hết giờ đó.
cô. Cái số chú lên cho. Ở về nghe. Dạ. Để tiền đó lát bà đi nghe là thấy cái số gì. Dạ không. Nhớ rồi, sân năm rồi phải tặng lịch cái mua quanh năm rồi. Cái này nó rớt ra nè. Chưa.